Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị đã đến với kênh Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Ngày hôm nay thì em đang đứng tại khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hiện tại trước mặt quý anh chị là mặt tiền đường Sến Quỳ. Ngày hôm nay thì em giới thiệu quý cô chú, quý anh chị là một căn nhà đã qua sử dụng. Căn nhà số 55, mặt tiền đường Sến Quỳ, thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Căn nhà này có chiều ngang mặt tiền là 7m, dài 44m và nở hậu là 8m3. Nhà thì có một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và toilet. Căn nhà được kêu với giá là 2 tỷ. Trước khi đi vào căn nhà thì em quay dân cư xung quanh cho quý anh chị xem. Dân cư khá là đông đúc và xe cộ qua lại thì rất là nhiều. Bây giờ em dắt anh chị tham quan căn nhà của mình. Trước nhà là có sân ô tô, xung quanh là mình đã có rào kiên cố hết rồi em quý anh chị. Sân này thì anh chị để ô tô khá là ok, được khoảng 2-3 chiếc xe. Nhà mình thì có chiều ngang là 7m nên sau khi xây thì vẫn còn cái đường luồn bên hông. Và bên đây là chữ L. Rồi em sẽ quay từ nhà mình nhìn ra đường cho quý anh chị xem. Trước mình là có nhà mát luôn, quý anh chị có thể để xe mát mẻ luôn. Hiện tại thì gia chủ đã lắp năng lượng mặt trời, lắp thiết bị năng lượng mặt trời. Theo gia chủ báo với em thì mỗi tháng là thu nhập từ 1 triệu cho đến 1 triệu 3 tùy theo mùa. Đây là cái hành lang bậc tam cấp. Mời anh chị vào tham quan phòng khách. Cửa này là cửa gỗ nha quý anh chị. Cửa cái chính nhà mình là cửa gỗ. Hệ thống điện, nước ở nhà là có sẵn luôn. Quý anh chị vô là chỉ việc sửa sơ lại rồi ở thôi. Căn nhà này anh chị có thể cho thuê luôn. Hiện tại nếu mà cho thuê thì gia chủ báo là giá nó dao động từ 2 triệu rưỡi tới 3 triệu. Nếu như mà mình cho thuê. Rồi em sẽ đứng một góc quay ra phòng khách cho quý anh chị xem. Phòng khách mình thì có hai cửa sổ hai bên luôn quý anh chị. Khá là mát mẻ. Bây giờ em sẽ đi vào hai phòng ngủ. Nhà mình có hai phòng ngủ. Đây là đường luồn. Đường luồn này thì rất là rộng luôn quý anh chị. 2-3 người đi cũng được. Điều đặc biệt là ở mỗi phòng ngủ đều có máy lạnh. Và gia chủ này là tặng cho mình luôn. Nếu như mà mình sử dụng thì rất là ok quý anh chị. Sau khi mua là mình có sẵn hai cái máy lạnh ở hai phòng ngủ luôn. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ hết. Đây là hệ thống điện của căn nhà, của phòng ngủ của mình. Rồi em sẽ đứng một góc quay sơ lược cái phòng ngủ cho anh chị xem. Do hiện tại là chủ gia chủ cũng không có ở đây nên căn nhà mình thì cũng chưa có ngăn nắp và sạch sẽ lắm. Thì sau khi mua thì quý anh chị có thể vô là mình sửa sơ, mình lau dọn lại sẽ khá là sạch sẽ. Và đây là phòng ngủ thứ hai nha quý cô chú, quý anh chị. Tương tự cũng như phòng ngủ thứ hai là mình vẫn có máy lạnh, cửa sổ. Bây giờ em sẽ đi xuống gian bếp cũng như là chữ L để quay lên cho quý anh chị xem. Những cái vật dụng này thì gia chủ có báo với em là sẽ tặng hết cô chú cho quý anh chị. Nếu như mình mua căn nhà thì sẽ để lại hết những cái vật dụng ở trong nhà cũng như là giường, máy lạnh, năng lượng mặt trời.
Đây nè anh chị, đây là chữ L mình nhìn lên nè, nhà khá là rộng rãi. Nhà mình là nở hậu 8m3, dài là 44 và có 100m2 là thổ cư. Được chủ kêu với giá là 2 tỷ. Giá này thì vẫn còn thương lượng nha quý anh chị. Đây là bếp. Toilet. Toilet mình là cũng khá là rộng rãi. Và đây là sân sau nha quý anh chị. Sân sau mình thì khá là rộng rãi luôn. Ở đằng sau là có thêm một cái toilet nữa nè. Mình có thể là sửa sang lại để mình sử dụng luôn. Nhà mình có hai cái toilet, một cái toilet ở phía trong và một toilet ở phía ngoài. Sân sau này thì cũng có nhà mát luôn nha quý anh chị. Thì em xin nhắc lại, nhà mình là có mặt tiền là 7m, nở hậu là 8m3. Có chiều dài là 44m, thổ cư là 100m2, thuộc khu phố Ninh Thành, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Căn nhà có 2 phòng ngủ và mỗi phòng ngủ đều có máy lạnh. Trong nhà thì đã có hệ thống năng lượng mặt trời, mỗi tháng thu nhập từ 1 triệu cho tới 1 triệu 3, tùy theo mùa. Đây là cái đường bên hông, ở đây thì có cái giếng. Đường này mình hoàn toàn có thể đi lên phía trước quý anh chị. Nếu như mà mình không có muốn đi trong nhà, muốn đi đường bên hông thì đường này đi cũng ok. Và bên kia chữ là cũng vậy. Thì em sẽ quay sơ lược cho căn chị, cho anh chị về hiện trạng căn nhà. Sau đó là em sẽ quay từ nhà mình ra tới đường. Thì từ nhà mình cách đường Trần Phú là khoảng 600m. Về trung tâm Vincom thành phố Tây Ninh là khoảng 1,5 cây. Đi tới núi Bà là khoảng 5 cây. Đi tới bến xe An Sương là khoảng 80 cây. Cách thành phố Thủ Dầu Một của Bình Dương là 78 cây. Căn nhà này anh chị có thể mua ở hoặc là cho thuê. Đầu tư vẫn rất ok nha anh chị. Khu mình là khu dân cư, rất là gần trung tâm thành phố Tây Ninh. Sân trước thì khá là rộng rãi, mình để xe ok. Xung quanh là đã có rào, ranh rới rõ ràng. Mặt tiền trước là mặt tiền đường nhựa, đường sến quỳ. Rồi bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi từ nhà ra tới đường Trần Phú. Bây giờ em mời anh chị theo chân em từ nhà mình đi ra đường Trần Phú. Thì anh chị cũng thấy rồi đó, đường thì rất là thông thoáng, rộng rãi. Xung quanh là đã có nhà, khu dân cư. Nếu như có vấn đề gì thắc mắc thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0396 391539 để gặp Nhi, hoặc là anh chị có thể comment ý kiến của mình phía dưới. Tình hình dân cư xung quanh này với anh chị. Phía trước của quý anh chị, phía trước mắt quý anh chị là đường Trần Phú. Đường Trần Phú này là tuyến đường lớn liên huyện từ thành phố Tây Ninh đi Tân Châu. Rồi anh chị, đây là đường Trần Phú.
nếu như đi rẽ trái, anh chị đi khoảng 30 cây số nữa là sẽ đến thị trấn Tân Châu. Còn rẽ phải đi theo hướng này là anh chị sẽ đến trung tâm Vincom, đường 30 tháng 4. Từ nhà mình cách trung tâm Vincom là khoảng hơn một cây số nha quý anh chị. Trước khi kết thúc clip thì em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của kênh Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Và chúc anh chị có một ngày thật vui vẻ.